Cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của Hồ Ngọc Hà chính là điều mà nhiều người luôn phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, sự đáng yêu của hai nhóc tỳ là Lisa và Lê Anh là một trong những lý do giúp gia đình nhỏ của nữ ca sĩ có được lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị một số cư dân mạng chỉ trích cho rằng cô đã hành hạ các con. Cụ thể, vào tối 13 tháng 7, Hồ Ngọc Hà có buổi livestream trò chuyện với khán giả, nhân tiện giới thiệu bộ sưu tập son mới thuộc thương hiệu mỹ phẩm của cô. Livestream thu hút nhiều người xem nhờ có thêm sự xuất hiện của hai bé song sinh Lisa và Lê Anh. Vì còn nhỏ nên nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà khóc méo trong livestream, nữ ca sĩ đã phải cố gắng dỗ con nín. Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng bất ngờ, một số khán giả đã để lại bình luận chỉ trích Hồ Ngọc Hà, cho rằng cô cố tình mang hai con lên livestream để thu hút khán giả nhằm giới thiệu sản phẩm. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận điều này. Cô cho biết, cả hai bé nhà cô lên sóng livestream là vì nhiều người hâm mộ mong muốn như vậy. Bản thân cô là mẹ, không hề hành hạ con như bình luận nói. Trước đó, vợ diễn viên Kim Lý cũng từng dính ồn ào khi một số cư dân mạng cho rằng cô lợi dụng con để câu like, câu view. Nữ ca sĩ cho biết mình không có thời gian để quan tâm đến những thứ ảo đó và mong mọi người có cái nhìn tích cực để cuộc sống vui vẻ hơn.